Hai già thiệt rồi, mình có con thiệt rồi. Đứa con sẽ đặt một mình dạo mấy, làm lẽ cũng được, miễn sao ông ấy luôn chu cấp cho mình đầy đủ một cuộc sống của giới quý tộc mà mình mơ ước. Anh, có chuyện gì mà em vui dữ vậy? Em có thai rồi. Em nói cái gì? Em có thai rồi. Em báo tin có con mà anh không vui sao? Tôi đã có đủ con rồi. Anh nói vậy là sao? Nó là con của anh mà. Cô sẵn sàng lên giường với tôi thì cô cũng sẵn sàng lên giường với những thằng đàn ông khác. Làm sao tôi biết chắc đó là con của tôi? Nếu cô có thai rồi thì lo dưỡng thai đi. Tôi ra ngoài tìm người khác đáp ứng nhu cầu của tôi. Em mới chính là người phụ nữ mà tôi yêu. Tôi hận em, nhưng lại không ngừng yêu em. Vẫn còn đàn bà khác chỉ là trò mua vui. Anh mới về hả? Xin lỗi nha, em ngủ quên. Ngủ đi, không cần thức. Con ổn chứ? Dạ con ổn. Con đã nói chuyện với ba chưa? Nhưng về chuyện gì hả mẹ? Chuyện của mộng đẹp đó. Ba con đã nói gì? Mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu. Đây nè, đây nè.
ba mới về. Dạ, con chào ba. Con nhìn ba hồng hào khỏe mạnh hơn lúc ba đi đó. Vậy hả? Dạ, con chào ông nội. Để ba qua ba ôm cháu nội ba cái coi. Ông nội khỏe hả ông nội? Khỏe, khỏe. Mấy mẹ con bay khỏe hết hả? Ông du lịch kỳ này hơi lâu, nhớ nhà lắm. Bà con lui đi chỗ này tới chỗ khác, không cho về. Ba còn sức khỏe, ba cứ việc đi chơi cho thoải mái. Mai mốt có tuổi rồi, muốn đi cũng đi không được. Thôi mình ra xe về nhà đi, ba thèm cơm của con dâu nấu lắm rồi. Dạ, con đã chuẩn bị những món mà ba thích nhất đó. Cảm ơn con nhiều lắm. Thằng Hải á, trưa nay phải ở nhà ăn cơm với ba nghe. Lâu quá rồi, cả nhà mình chưa ngồi ăn chung với nhau. Dạ. Con mời ông nội. Dạ, thưa ông mới về. Hoài phải không? Dạ. Con có khỏe không? Dạ, con khỏe, cảm ơn ông. Ông về cả nhà vui quá chừng luôn. Dạ, thưa ông, đây là con Lụa, cháu của con ở dưới quê mới lên đó ông. Vậy hả? Gái quê có khác, xinh đẹp và lại lễ phép nữa. Con đem đồ phụ vô nhà đi, rồi dọn cơm cho ông ăn. Mình vô rồi. Alo. Ok, được, tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi ba, con có việc phải đi gấp, không ăn cơm với cả nhà được. Chiều nay con sẽ đặt một nhà hàng hải sản, cả nhà mình sẽ đi ăn. Con bận gì dữ vậy? Giao việc cái lính đó làm. Có những chuyện phải do chính con giải quyết, không thể giao cho ai. Con đi đây. Dạ ba, con có cần phải đi với ba không? Con à, ở nhà ăn cơm với ông đi con, xong rồi tới ngân hàng gặp ba sau. Em dọn cơm nhanh, anh ăn rồi đi không được sao? Không, công việc gấp. Con đi đi, chiều cha con mình gặp sau. Dạ, thưa ba con đi. Vụ này phải làm dứt điểm, không để mất thời gian nữa. Bên chú Kiên đang chờ lệnh của tổng giám đốc. Đã mấy tháng nó không đóng tiền lời rồi. 2 tháng, 5% cho 13 tỷ là 1 tỷ 3. Ông ta đã ra công chứng hồ sơ bán nhà cho Kiên rồi. Bây giờ còn chần chờ gì nữa mà không đi sang tên đi. Sang tên xong nhớ lên phường báo, đăng ký tên chủ nhà mới. Về mặt luật pháp phải làm cho cứng. Nhưng hiện tại vợ con của ông ta vẫn còn ở trong nhà. Việc đó chẳng có gì là khó. Khi chú Kiên sang tên sổ hồng xong, lên phường làm giấy cho thuê lại nhà, cứ cho khoảng chục tên đầu gấu tới đó ăn ở nhậu nhẹt. Lúc đó họ sẽ tự bỏ đi. Cậu là người thân tín của tôi, có những khoản lợi tức mà cậu có quyền được hưởng. Ví dụ như những vụ này, còn những cổ đông khác họ không được biết. Tôi hiểu mà. Tôi đi gặp bên chú Kiên đây. Con mời ba. Đây là trà cung đình, ba uống một chút đi cho dễ ngủ. Cảm ơn con. Ba về hơn cả tuần nay cũng chưa gặp được mặt chồng con để nói chuyện nữa. Nó bận gì bận dữ vậy? Không thấy mặt mũi nó đâu hết trơn á. Dạ, cũng có thể là do công việc của ảnh bận thật. Nhưng mà điều quan trọng là do con không đủ sức để kéo chồng mình về nhà sau những giờ làm việc.
ba thì không hiểu chồng con nó nghĩ cái gì nữa. Đốt đuốc mà tìm một người vợ như con đâu phải dễ. Ba thấy nó thay đổi quá nhiều rồi đó. Cái mà con lo nhất là công việc của ảnh. Con thấy ảnh làm việc với một số người không có đàng hoàng. Con thấy lo lắm. Nhưng mà cái thằng này nó thông minh, quyết đoán, nhưng nó cũng là người háo thắng. Nếu không có người kềm chế nó, nó dễ đi sai đường lắm. Dạ, con thấy lo lắm. Làm gì cũng không thoát khỏi lưới trời. Luật nhân quả không từ một ai. Sao con không lựa lời mà khuyên chồng con? Phải có phương án dụ cọp ra khỏi hang, bắt cóc vợ và con nó, tự động nó sẽ ra mặt. Con cũng đã cố khuyên can ảnh, nhưng mà thái độ của anh Hải rất coi thường con. Bà lựa lời khuyên can chồng con nha ba. Con chỉ sợ là anh đi quá xa rồi, khi muốn dừng lại thì không kịp nữa. Được rồi, để ba lựa lời nói chuyện với chồng con. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đang mang thai đứa con của anh mà. Cô định đem đứa con ra làm áp lực với tôi sao? Cô không đủ tư cách đâu. Anh đã lừa dối tôi. Tôi đã mù quáng ngu muội đi tin những lời ngon ngọt của anh. Tôi chưa bao giờ dụ dỗ cô. Cái cô cần ở tôi là danh vọng, và tôi đã cho cô điều đó. Hào quang ảo vọng chính là thứ ma túy gây nghiện chết người mà giới trẻ của các cô đang dùng. Nhưng nói gì thì nói, em cũng đã có con với anh. Anh không thể đối xử với em như vậy. Cô nghĩ có thể dùng đứa con để trói buộc tôi hả? Nè, tự giải quyết đi. Nếu không thì nuôi con một mình, không liên quan gì tới tôi. Ông đúng là đàn con. Tôi ngu ngốc đã không nghe lời khuyên của mọi người. Ông quả thật độc ác hơn quỷ. Đừng bao giờ gọi tôi là đồ khốn, nghe chưa? Đàn bà chỉ là trò chơi đối với tôi. Tôi căm ghét có loại đàn bà phản bội. Sao phải trả giá? Nói lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, và ba đã mua được cô ta. Quên cô ta đi, ba đã giúp con làm một phép thử. Đừng vì chuyện này mà gây hiềm khích với ba, sẽ không có lợi cho con. Trên đời này có người cha chồng nào đi thử con dâu như vậy không? Thank you.
Vào đi. Dạ, tổng giám đốc đang chờ cô qua họp ạ. Rồi tôi qua liền. Dạ. Bà quên có cuộc họp hôm nay à? Trễ 10 phút rồi. Em chưa quên, nhưng em cần thời gian để kiểm tra và bổ sung một số chi tiết trong dự án. Thôi, mình bắt đầu đi. Tôi còn có một cái hẹn với khách nữa. Bà đã làm cái dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp cho bên công ty Kim Ngân tới đâu rồi? Về chuyện này thì em và Mạnh đã thiết kế xong phần dự án. Còn phương pháp xin vay vốn ở Ngân hàng Đại Dương thì còn chờ xin ý kiến của Tổng Giám đốc. Sau cuộc họp này thì em sẽ đưa ra con số cụ thể. Với một dự án như vậy, tối đa chúng ta có thể vay bao nhiêu và tối thiểu là bao nhiêu? Dựa trên tài sản có sổ đỏ của lô đất dự án mà Kim Ngân đang đứng tên và cả dự án xây dựng thì chúng ta có thể vay tối đa là 500 tỷ. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của MTBank bảo lãnh cho dự án này. Liên lạc bên đó, họ đòi bao nhiêu phần trăm? 3% là con số cuối cùng mà em điều đình được với họ. Cao quá. Một con số trên tổng số tiền được vay không phải là nhỏ. Đây là nội bộ chỉ có 3 người, cho nên tôi cũng mạnh dạn nói. Chúng ta thừa biết dự án kinh doanh khống này chỉ là một dự án ma. Số tiền vay về chúng ta sẽ làm một chuyện khác, cho nên quy hồng 3% là chơi được. Chuyện này tôi cũng thừa biết, nhưng dù sao thấy tiền đi nhiều như vậy tôi cũng thấy tiếc. Được rồi, cậu và Duyên sẽ theo sát vụ này cho tôi. Chừng nào hồ sơ hoàn tất, Duyên chuyển qua cho tôi liền nha. Có cần tôi hỗ trợ gì thì cứ alo. Tôi xin phép đi trước, có khách hàng xin vay đang chờ tôi. Tôi xin phép đi về phòng. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Xong phi vụ này, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bà. Nếu như bà thấy tinh thần không được thoải mái thì nên đi du lịch nước ngoài một chuyến đi. Anh vẫn còn quan tâm tới em à? Lúc nào tôi cũng quan tâm tới bà. Chỉ có điều thời gian này tôi bận nhiều việc quá. Em còn biết là anh đang bận việc gì nữa kìa. Tôi mong bà phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và công việc. Đừng để ảnh hưởng tới con đường chung mà chúng ta đang đi. Nếu không còn việc gì thì em xin phép ra ngoài. Ông quan tâm tới tôi hay là ông quan tâm tới tiền của ông? Tôi mà không làm lợi cho ông thì ông đã quăng tôi ra ngoài cửa như người ta vứt rác rồi. Dạ thưa ba, con nghe. Con ăn trưa chưa? Dạ, con tính về ăn cơm với nội với mẹ. Con ra nhà hàng ăn đi. Ba có chuyện riêng muốn bàn với con. Dạ, vậy ba nhắn địa chỉ đi, con tới liền. Ok. Mày còn phải đau gấp 100.000 lần như vậy. Những gì cha mày mắc nợ tao, mày phải thay mà trả.
Em làm cái gì mà tôi điện thoại sao không nghe máy? Em mệt. À, tôi xin lỗi. Vì hôm qua say quá nên không phải với em. Tôi muốn đền cho em. Em chạy thay đồ đi. Tài xế sẽ về đón em ra nhà hàng ăn trưa với tôi. Mặt mày bị bầm tím hết rồi, làm sao mà đi được? Không sao đâu, chỉ đi ăn có mình tôi với em. Em cũng không cần trang điểm. Thay đồ đi, tài xế sẽ chạy về đón liền đó. Alo, alo. Lúc nào cũng mệnh lệnh, mệnh lệnh. Alo, Điệp hả con? Con đi đâu mà 3-4 ngày nay không về nhà vậy? Dạ, con đang ở nhà bạn. Giọng con bị sao vậy? Bộ con bị bệnh hả? Dạ không có. Tại hôm qua con uống nhiều rượu nên hôm nay bị nhức đầu. Điệp à, con là con gái, con đừng có sống buông thả như vậy. Anh hai con mà biết được là con chết. Bữa giờ anh hai con điện về hỏi, má phải giấu cho con đó. Dạ, con cảm ơn má. Má đừng có nói gì với anh hai hết nha má. Ừ, má biết rồi. Vậy chừng nào con về? Chiều nay má nấu canh chua cá dứa cho con về ăn nha. Dạ, về nha má.